Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đến với trận đấu bán kết đầu tiên giữa hai cầu thủ Kiên Pháp và Kiên Nhâm của thành phố Nghệ An. Trận sẽ trực tiếp trên bàn livestream chính sẽ là trận giữa Hoàng Sao và Phi Hùng. Hoàng Sao thì đang nghỉ ngơi một tí, còn Phi Hùng thì đang tranh thủ nạp năng lượng. Tranh thủ trong cái lúc mà chưa vào cái trận đấu chính thì tôi lia tạm máy sang bên góc của bàn Kiên Pháp gặp Kiên Nhâm một chút để mọi người cùng theo dõi. Trận Kiên Pháp gặp Kiên Nhâm thì tỷ số chấp trên bàn đấy là 8.3, Kiên Pháp chấp Kiên Nhâm 8.3. Cơ hội cho cả hai đều rất là sáng. Sẵn sàng chưa? Chụp cái đi. Cơ hội Ronaldo đầu tiên gỡ ngắn tỷ số cho Đỗ Thế Kiên. Vâng, một trận chung kết trong mơ, trận chung kết đẹp sẽ là một trận chung kết nếu như Kiên Pháp gặp Hoàng Sao ở trận chung kết. Vâng, cơ hội tái đấu cho hai cầu thủ này sẽ lại là một trận siêu hot, không kém gì xíu đồ đỏ đánh với Kiên Pháp. Sẵn sàng chưa Phi Hùng? Tô Quốc Hưng, Kiên Pháp thì đá với Kiên Nhâm, bạn rất thân của Tô Phương. Mỗi lần vào Vinh thì Tô Phương đều có cơ hội gặp gỡ và giao lưu với Kiên Nhâm, ân oán hơi nhiều. Không, đây là một cái trận mà mình lia qua thôi, còn chính thức cái trận chính ở trên màn livestream thì sẽ là trận giữa Hoàng Sao và Phi Hùng ạ. Trận này thì mình sẽ thỉnh thoảng lia để cập nhật tỷ số cho mọi người cùng xem. Còn trận Phi Hùng và Hoàng Sao sẽ bắt đầu trong nửa phút nữa. Vâng, cả nhà cũng chia sẻ cho trận chung kết đẹp. Vâng, tất cả đều là đẹp hết, hai ông Nghệ An vào chung kết cũng là một chung kết đẹp. Vâng, trận đấu sắp bắt đầu, Phi Hùng đang lắp gậy. Đúng là trận Hoàng Sao đấy ạ, đây là cái góc máy phụ mình sẽ lia sang thôi. Rất khó khăn, Kiên Pháp đã phải xử lý bằng một đường chạy. Vâng, Phi Hùng bắt đầu. Đứng hẳn lên trên này kìa, thắng. Sát vào, ôm nhau vào. Đúng rồi, trận Kiên Pháp và Kiên Nhâm thì tỷ lệ chấp là 8.3, còn trận giữa Phi Hùng và Hoàng Sao tỷ lệ chấp là 8.2. Vâng, mời cả nhà quay lại trận đấu của Phi Hùng và Hoàng Sao. Cả hai đang thi thủ. Bên bàn bên kia thì Kiên Pháp chấp 8.3 cho nên là Kiên Nhâm đã dẫn trước là 3-0. Sorry cả nhà. Vâng, cả nhà chia sẻ hộ đi ạ. Cả nhà ấn nhẹ vào cái nút chia sẻ bên dưới hộ với ạ. Hoàng Sao và Phi Hùng trận bán kết. Phi Hùng là người phá đầu tiên, Phi Hùng có lợi thế là đang dẫn trước 2-0.
Đúng rồi, Hoàng Sao chấp Phê Hùng hai ván. Và một trận chung kết tôi tin là rất nhiều người chờ đợi, là một trận chung kết giữa Hoàng Sao và Kiên Phát. Cả hai đã vào bán kết rồi, liệu cả hai có vượt qua được cái trận bán kết này để gặp nhau ở trong trận chung kết không, hay là lại gặp nhau ở ngoài quán trà đá? Đúng rồi Nguyễn Nam, Hoàng Sao sẽ chấp Phi Hùng hai ván. Chung kết toàn Nghệ An, Duy Duy ơi. Vâng, chung kết mà toàn Nghệ An thì tôi sẽ live stream bàn đánh độ của Kiên Pháp và Hoàng Sao. Vâng, ở bên bàn của Kiên Pháp. Đưa một cái góc cho mọi người xem luôn. Kiên Nhâm đang đánh con 9 cuối cùng. Tỷ số là 4-0 cho Kiên Nhâm. Ở bàn bên này thì Hoàng Sao bắt đầu đang dọn một rồi. Nào, một cú kéo nhẹ qua mặt 8, cái lên về phía bàn bên này để đánh con 3 một băng điều con 5 góc bên kia, hay sẽ là một cú đánh 3 băng. Một cú đánh 3 băng cũng là một giải pháp khi mà kéo con 2 về sát về lỗ tít dưới này, xả nhẹ lên gần vạch đề 3. Vâng, lấy má ngoài thì đẹp, thẳng tưng là giờ hơi. Vâng, má trong cũng đẹp. Hơi nặng rồi, hơi nặng rồi. Phùng Tuấn Tú. Kiên, anh Kiên đang vào đến bàn chém gió rồi. Nào, thể hiện là Hoàng Sao đi, một cú cắm đứng bi để cân con 5, cái chạy 3 băng lắp đi 6. Mình là người có trình. Chính xác, chủ động điều cân, một cú bóc con 5 lũ 10, cái chạy 3 băng lắp đi con 6 giải quyết ván đấu. Cả nhà cùng chia sẻ đi ạ. Vâng, Vương Đình Nhất, Hiếu Ly, Thành Quế Vũ, Phi Hùng, Đùng Đục, Lê Quang Bảo, mọi người chia sẻ với vợ đi ạ. Chia sẻ đi ạ, chia sẻ cổ vũ cho Phi Hùng đến từ Nghệ An. Vâng, và chia sẻ ủng hộ cho Magic Blast Shop cũng như là cổ vũ cho Hoàng Sao. Vâng, một cú chủ động điều cân của Hoàng Sao. Tuy nhiên thì cú đánh cách lỗ khoảng 15 phân. Cả nhà chia sẻ đi ạ. Vâng, không tôi lại phải mời bình luận viên Quang Huy ra để chém. Và Phi Hùng là một người có lối đánh rất là kỹ. Trong tình huống này thì cái tỷ lệ sót của Phi Hùng tôi dám chắc là khoảng 5%. Đây là bán kết rồi. Vâng, cả nhà cùng chia sẻ mạnh đi ạ. Ấn nhẹ vào nút chia sẻ ở góc trái màn hình ạ, bên phía dưới ạ. Vâng, công việc rất là đơn giản, mọi người chia sẻ hộ với đi ạ. Để bình luận viên thêm phần bình luận cho sôi nổi, chém gió. Vâng. Vâng, tôi chạy lại phải thuê bình luận viên rồi, bình luận viên Quang Huy. Xin mời bình luận viên Quang Huy vào bình luận trận này cho. Vâng, một cú đánh 3 băng
lắp đít con 8 của Phi Hùng. Vâng, đẳng cấp của Phi Hùng hạng B Nghệ An. Đấy, cả nhà cùng xem cái độ bền bỉ của Hoàng Sao. Vâng, BM ơi, tỷ số là 3-0 cho Phi Hùng. À, Hiệu Nguyễn, giải nhất có giá trị là 25 triệu đồng Hiệu Nguyễn ơi. Vâng, tỷ số là 3-0. Vâng, ở bàn bên kia thì Kiến Pháp đang dọn bàn. Xin mời bình luận viên Quang Huy. Xin chào 500 anh em. Mình là bình luận viên mới nhá, tài năng trẻ, tài năng bình luận trẻ. Mình tên Đức nhá. Rất là vui khi lại được đồng hành cùng 500 anh em trong hai trận đấu bán kết đang diễn ra lúc này. Tỷ số trận bên anh Kiến Pháp đang là 0-4. Kiến Pháp 0 và Kiên Nhâm 4. Trận bên Hoàng Sao thì cũng có tỷ số tương tự, bên 0 và bên 3. Màn hình máy quay sẽ đồng thời phát cả hai trận anh chị em nhé. Sẽ phát cả hai trận. Bên kia thì đang xếp bi. Anh Kiến Pháp đã rút ngắn tỷ số xuống 1-4. Thì bên đó đang xếp bi thì mình đang quay lia sang màn hình bên Hoàng Sao và Phi Hùng. Giải này được diễn ra ở câu lạc bộ Faragom do Magic Billard Shop tài trợ, và câu lạc bộ Faragom là câu lạc bộ của bạn Đức Anh, tên gọi thân thiết là còn gọi là bạn Ma Làng. Vâng, giờ rất cảm ơn câu lạc bộ đã tổ chức giải đấu, góp mặt rất nhiều các cầu thủ hàng đầu Việt Nam như Hoàng Sao, Kiên Pháp, Phúc Long, Kiên Xếu, Phong Nam. Rất nhiều các cầu thủ khác, rất nhiều các cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng đến giờ phút này chúng ta chỉ còn lại 4 gương mặt thôi. Hoàng Sao và Phi Hùng thi đấu bàn đang chiếu trên màn hình. Còn anh Kiên Pháp và Kiên Nhâm đang thi đấu bàn bên cạnh. Đặng Bắc Ninh vừa bắt xe về rồi bạn nhé. Cầu thủ của chúng ta góp mặt trong vòng bán kết này thì đều xứng đáng cả. Họ đã có một chuỗi chiến thắng để vào được đến đây. Dạ vâng, chào chị Bình An, bình luận viên xinh đẹp của làng Billard Việt Nam. Em Đức Hoàng đã bình luận đấy ạ. Các cầu thủ ở giải đấu này được phân loại theo ban tổ chức, có các cái hạng như là cao nhất là chuyên nghiệp, sau đó A, B, C. Hạng cao hơn gặp hạng thấp hơn thì có tỷ lệ chấp tương ứng. Ví dụ như là Hoàng Sao hạng chuyên nghiệp gặp anh Phi Hùng hạng B, Hoàng Sao sẽ là 8-2. Anh Kiên Pháp gặp Kiên Nhâm sẽ có tỷ lệ là chuyên nghiệp gặp C 8-3. Anh Phi Hùng đã có những đường cơ rất là mượt mà. Các bạn,
chào 500 anh em nhé. Chào Đức Hiếu, chào chị Bình An, rất là cảm ơn chị. Các bạn hãy like share nhiệt tình để cổ vũ cho các cầu thủ đang thi đấu, cũng như là đồng hành cùng Magic Bilas Shop và câu lạc bộ Faragom của Ma Làng. Rất tốt. Anh Phi Hùng đang đánh những đường cơ rất là mềm mại. Hai cầu thủ hạt giống số 1 và hạt giống số 2 của chúng ta đang đều góp mặt trong hai trận bán kết, đó là anh Kiên Pháp và Hoàng Sao Hỏa. Tuy nhiên, cũng để cho giải đấu kịch tính và hấp dẫn hơn, chúng ta có hai sự góp mặt của hai cơ thủ hạng B và một cơ thủ hạng C. Cơ thủ hạng B đó là chính anh Phi Hùng đang trên màn hình các bạn đang theo dõi. Còn phía bên kia, Kiên Nhâm được đánh giá là hạng C, nhưng anh đã có một chuỗi trận thắng trước các cơ thủ rất là tiếng tăm. Anh đã đi một mạch từ vòng 32. Đầu tiên, trận đầu tiên anh đã thắng Minh Dũng hạng B. Trận tiếp theo của vòng loại trực tiếp, anh thắng Thức Gấu hạng C. Và để vào đến trận bán kết gặp Minh Pháp này, anh đã rất là xuất sắc, lội ngược dòng, thắng cơ thủ Nguyễn Hoàng Phong, tức Phong Nam, hạng chuyên nghiệp, để vào gặp anh Kiên Pháp ở trong hạng trong vòng bán kết này. Đức Anh hay gọi là Ma Làng, vì trước đây thì khi bạn ấy đi đánh BA, bạn ấy có hay mặc một cái áo là FC Ma Làng, một câu lạc bộ bóng đá mà bạn ấy tham gia, nên là từ đó là hay gọi Đức Anh là Ma Làng. Nghiêng về anh Phi Hùng. Còn trận đấu của anh Kiên Pháp và Kiên Nhâm thì đang có tỷ số là 4-2 nghiêng về Kiên Nhâm. Giải đấu này chúng ta có 4 cơ thủ tên Kiên: Kiên Pháp, Kiên Lẽ, Kiên Xíu và Kiên Nhâm. Trong 4 cơ thủ đấy thì hiện nay vào đến vòng bán kết này còn 2 cơ thủ, đó là Kiên Pháp và Kiên Nhâm, đang gặp nhau trận bán kết 2. Anh em 500 anh em khán giả thì trận nào cũng muốn xem, nên ban tổ chức sẽ cố gắng là chia đều cái dung lượng để anh em có thể theo dõi được diễn biến của cả hai trận đấu, một bán kết 1 và bán kết 2. Thank you.
rất là nhạy cảm. Bên anh Kiên Pháp và Kiên Nhâm thì Kiên Nhâm vừa nâng tỷ số nâng cách biệt lên 5-2 rồi các bạn nhé. Bên này hy vọng bán này Hoàng Sao sẽ gỡ một ván, đưa tỷ số về 1-4. Hai trận chúng ta đều có kết quả là chạm 8 anh em nhé. Tốt. Và tỷ số được rút ngắn cho Hoàng Sao 1-4. Anh Kiến Pháp vừa có một cú đổi cú đề ba hợp lệ. Tuy nhiên vị trí B1 và vị trí bị cái rất là khó, có thể đưa B1 xuống lỗ. Được xếp hạng chuyên nghiệp, Phi Hùng hạng B, Kiên Nhâm hạng C, nên chúng ta có tỷ lệ của hai trận bán kết là bên Hoàng Sao thì là 8-2, còn bên anh Kiên Pháp là chấp Kiên Nhâm là 8-3. Rất tốt, anh Kiên Pháp chèn con 1-2. Chuyển màn hình sang trận đấu của Hoàng Sao. Hoàng Sao đang cầm cái và có cơ hội rút ngắn tỷ số xuống 2-4. Chúng ta có hai trận bán kết diễn ra song song các bạn nhé. Trên màn
màn hình quay phát là sẽ quay một lúc hai trận. Đội ngũ kỹ thuật sẽ cố gắng chia thời lượng của hai trận đấu để cho tất cả quý vị khán giả có thể nắm bắt được tình hình diễn biến của cả hai trận bán kết diễn ra đồng thời. Hoàng Sao đứng rất gần việc rút ngắn được tỷ số xuống 2-4. Rất hay, 2-4 cho Hoàng Sao. Và chuyển sang màn hình máy Kiên Nhâm. Kiên Nhâm đang cầm cái sau khi anh Kiên Pháp đã nhảy con bi số 4 không ăn và ra phơi. Hiện nay Kiên Nhâm đang cầm cái đánh con số 7 sang con số 8. Dung ở phút thứ 90 của trận đấu. Nói thật với các bạn là khi chúng ta đang là khán giả ngồi xem ở nhà, Dung đùi xem thì không có cảm giác gì, nhưng các cơ thủ thi đấu trên bàn là rất là tâm lý. Việc mà dẫn đến cái việc mà đánh trượt những cái con bi như này nó rất là bình thường. Quý vị hãy like share mạnh mẽ để cổ vũ tinh thần cho các cơ thủ thi đấu tốt hơn nào. Kiên Nhâm bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc nâng tỷ số lên 6-2, anh để Kiên Pháp rút ngắn tỷ số xuống 3-5. Xin lỗi các quý vị khán giả, bình luận viên trẻ mới, em có 18 tuổi thôi nên là các thao tác kỹ thuật chưa quen lắm. Giá như mà có chị Bình An ở đây thì các cái công tác này phút mốt. Chị Bình An là bình luận viên kỳ cựu trong làng Milan Việt Nam rồi. Giải đấu nào mà không được nghe tiếng chị là các anh em xôn xao hết cả lên. Hôm nay là chị bỏ rơi anh em. Rất hay nhưng mà đã để hở sườn rồi. Với kỹ năng của Hoàng Sao thì đến 98,89% là con bi hai này sẽ rơi hồng lỗ. Vâng, đúng rồi bạn Nguyễn Lộc ơi. Nếu mà Hoàng Sao và Kiên Pháp mà gặp nhau chung kết thì đúng là hạt giống số 1 và hạt giống số 2 là sẽ gặp nhau đấy. Hạt giống số 1 và hạt giống số 1,1. Hai ông này thì cũng chả biết ông nào hơn ông nào. Thôi nếu mà xếp 1 với 2 thì hai ông chửi chết, ném gạch chết.
về thế cân ba, liệu anh có cân ba không? Cân hoặc là chạy đạn này, ý anh thế nào? Vâng, chị bình an, giữ gìn sức khỏe chị nhá. Giải này chị về nghỉ ngơi, giải tới lại đồng hành cùng anh em Bilat Việt Nam. Đây là các bạn nghe anh Kiên, anh dọn, anh Kiên bình luận viên, anh dọn bàn bằng mồm tiếp này. Vâng, xin chào anh em. Vâng, đang định nhắc Hoàng Sao cúp còn 3 cái, một băng lắp vào đít 9 nhưng mà Hoàng Sao lại đi đánh luôn. Vâng, công luôn. Vâng, hay. Vâng, một tính toán mà thể hiện rõ là cái kỹ năng, mọi người thấy rõ cái kỹ năng của Hoàng Sao quá kinh khủng. Thật sự là quá kinh khủng. Trận kia là Ken Pháp đánh với vâng, trong thời gian chờ đợi. Hoàng Sao suy nghĩ, Ken Pháp đang dọn bàn. Tỷ số của Ken Pháp đang là 3-5 rồi. Ken Pháp 3 và Ken Nhâm 5. Quay trở lại lấy một cú trô. Có vẻ như là đánh ăn không thì Hoàng Sao đánh chẳng trượt con nào luôn hay sao? À vâng, xin chào Đức Tuấn. Đúng rồi, tỷ số trận này đang là 2-4. Và mọi người cùng xem cái kỹ năng oánh ăn bi của Hoàng Sao. Một cú cộng 5-9. Trượt làm sao được, đánh trượt làm sao được. Vâng, rất là hay. Hoàng Sao 3, Phi Hùng 4 và trận bên kia thì Kiên Pháp 4 và Kiên Nhâm 5. Trận đấu bắt đầu, hai trận đấu bắt đầu hấp dẫn. Vâng, kịch bản hai người của hai miền Tổ quốc, Hoàng Sao và Kiên Pháp đại chiến Bắc Nam chung kết đang tới gần. Vâng, cả nhà cùng cổ vũ mạnh cho Phi Hùng và Kiên Nhâm đi ạ. Đúng rồi, tôi nhìn thấy thì phong độ của Hoàng Sao có lẽ là có cái gì đấy ổn định hơn Kiên Pháp một chút, chắc chắn hơn, chính xác hơn, nhịp độ rất là đều, bền bỉ hơn. Ở cái đẳng cấp này rồi thì cái tầm quan trọng của cái độ ổn định là nhất luôn ạ. Còn để nếu như đánh ăn một con bi mà bảo là cứ để ra đấy để anh ăn thì chắc là ai cũng đánh ăn được. Bên bàn bên kia thì Kiên Pháp vừa phá chết 9. Tỷ số là 5 đều cho Kiên Pháp. Xin cảm ơn Phạm Anh Tuấn. Vâng, bên này thì Hoàng Sao có một cú phá phải nói là quá tuyệt vời. Từ đầu trận đến, từ đầu ngày đến cuối ngày, từ ngày hôm trước đến ngày hôm nay, tôi thấy cú phá đều ổn định như nhau. Vâng, vừa bình an vừa nhắc bài. Bán kết là có đại chiến đủ 3 miền luôn, Bắc Trung Nam. Vâng, ở bán kết TV bên này thì có Nghệ An giao lưu với Sài Gòn, còn bàn bên kia thì là Nghệ An và Hà Nội. Vâng, xin lỗi anh em vì sự cố mạng vừa rồi. Cục phát nó lại bị nóng quá nên nó đơ một lúc. Vâng, anh em lại quay lại trận đấu tiếp tục đi ạ. Không, chỉ bị đơ một lúc thôi ạ. Vâng, Hoàng Sao thoát tay lắm rồi. Tỷ số gần như chắc chắn là 4 đều. Tỷ số ở trận bên Kiên Pháp kia là 5 đều rồi.
Đây là hai trận bán kết rồi. Vâng, hơi nhẹ, thiếu lực một tí. Chúc mừng Hoàng Sao, tỷ số là 4-4. Một cú đánh quá hay. Vâng, mọi người chia sẻ hộ Thành Kiên với ạ. Vâng, ở trên bàn Kiên Pháp kia thì cũng chỉ còn có 3 bi. Kiên Pháp đang dọn bàn và cơ hội cho Kiên Pháp lên 6 năm là đang rất gần rồi. Vâng, ở bàn bên kia thì Kiên Pháp đã dẫn 6-5, dẫn Kiên Nhâm với tỷ số 6-5. Dương Nguyễn có hỏi thi đấu bia và rượu diễn ra sau trận chung kết. Sau trận chung kết sẽ là trận đấu thi đấu bia và rượu. Xin cảm ơn quán Quá Dương đã hỏi thăm. Vâng, lúc nãy thì mình đã để Kiên Pháp chiến thắng. Vâng, lúc nãy suýt thắng. Vâng, Hoàng Sao mà đã đánh thì không trượt và đã chạy thì đuôi chắc. Một trận vâng, một giải đấu bán kết là sự thi đấu của bốn cơ thủ ba miền Tổ quốc. Trung Quốc là chung kết sẽ là sau cái trận đấu này, chắc tầm khoảng một tiếng nữa bạn ạ. Đỗ Thế Kiên gặp Kiên Nhâm của Nghệ An, Bắc Trung. Vâng, và bán kết bên này sẽ là Trung và Nam. Vậy chung kết sẽ là Bắc Nam hay Bắc Trung? Vâng, chung kết sẽ là Bắc Nam hay là Trung Nam hay là Nam Bắc đây, hay là Trung Trung đây. Alo. Một cú điều bi ra sút tê để thể hiện kỹ năng sút tê như đánh của mình. Nguyễn Thắng chung kết thì sẽ đánh luôn rồi bạn ơi. Chung kết thì sau trận này sẽ đánh luôn. Và đúng, Nguyễn Thắng nhận xét rất chuẩn. Không thua thì mình cũng về bình luận. Chém lô 10. Một cú sút tê. Wow, thật sự luôn, tôi chưa nhìn thấy ai sút tê hay đến như vậy. Vâng, sút tê với đánh chẳng khác gì nhau cả. Vâng, cơ hội cho Phi Hùng. À, bằng ăn con 2, cái đập nhẹ con 6. Không, đập nhẹ thì rất dở, sẽ bị xa con 4. Vậy thì đập con 6 sẽ oánh mạnh một chút đi để va con 6, cái chạy 3 băng lên giữa bàn.
Vâng, cơ hội vào chung kết của Kiên đang là rất lớn khi đang dọn bàn, còn có 4 bi trên bàn thôi. Tuy nhiên thì anh lại đang điều ra một tình huống hơi bất lợi một chút, hơi khoai một chút thôi. Nhưng tôi tin là với kỹ năng của Kiên Pháp đánh ăn bi không rồi thì thế này thì chắc là cửa trượt là 1%. Vâng, anh em Nghệ An đâu cùng xe bài cổ vũ cho Phi Hùng và Kiên Nhâm đi ạ. Vâng, cơ hội cho Hoàng Sao dọn tiếp. Vâng, Kiên Pháp chỉ còn có 3 bi nữa thôi là lên 7-5. Vâng, ở bàn Kiên Pháp thì chỉ còn có 2 bi nữa thôi bạn. Cơ hội rất lớn cho Kiên Pháp dẫn lên 7-5. Xin cảm ơn Trương Đắc Linh, nhưng mình hết lực rồi. Chỉ thỉnh thoảng vào thay vì dọn bàn bằng mồm thì dọn ra bàn bằng tay một chút cho vui thôi, chứ còn khả năng vô địch bây giờ là rất là khó. Vâng, bên kia thì Kiên Pháp đã dẫn Kiên Nhâm với tỷ số là 7-5 rồi. 99% Kiên Pháp sẽ vào có mặt trong trận chung kết. Vâng, trận chung kết mà Kiên Pháp với Hoàng Sao gặp nhau thì chắc phải nghỉ giải lao một tí để cho hai người chuẩn bị thật kỹ. Vâng, trận bên kia thì Kiên Pháp đang dẫn 7-5 và Kiên Nhâm là người phá ván tiếp theo. Hoàng Sao đang tính toán rất kỹ để gãi như thế nào thì sẽ ra một tình huống đẹp. Vâng, tình huống Hoàng Sao đang tính toán đó là gãi móc vào con 7 và giữ nguyên con 5 ở đấy để điều con 5 lỗ góc giải quyết tình huống luôn. Vâng, cái ly mà nếu như móc vào đầu 5 thì sẽ có cái ly bị đuôi. Nhưng Hoàng Sao rất tính toán rất kỹ. Vâng, hơi nhẹ một chút. À, Kiên xéo đánh nhưng mà không qua được vòng loại bạn ạ. Đã bị thua mất rồi. Anh em có bên gì còn bị Hoàng Sao xử thì khó ai chống đỡ. Vâng, Hoàng Sao chơi bởi rất xấu, chạy thế này thì còn ai mà chơi được. À, Hoàng Nguyễn giải nhất có giá trị là 25 triệu đồng em. À, điểm điểm cái giải này đóng lệ phí là 500.000 là bạn có thể tham gia được thi đấu trong giải này. Vâng, ở bàn bên kia thì Kiên Pháp sẽ dọn rồi. Vâng, cùng quay sang cổ vũ cho Kiên Pháp dọn nốt ván bi cuối cùng này. Kiên Pháp đang dẫn 7-5.
công. Cơ hội dọn bàn cho Hoàng Sao. Và hình B này thì chắc là không có vấn đề gì nữa rồi. Một cú trô một băng, lắp đít con 6, giải quyết bàn đầu. Vâng, ép thẳng luôn. Kỹ năng của Hoàng Sao quá là tuyệt vời. Đánh một băng con cái 6, cái sát băng. Đánh một băng bên này, điều con 8 lỗ góc bên kia. Hoặc kéo lên miệng lỗ 10 cũng là một giải pháp không dễ, không hề khó khăn gì cả. Trong tình huống này, góc như thế này thì hai phương án đều ok. Vâng, Hoàng Sao đang tính toán cái phương án cái miệng lỗ 10 để đánh con 8, băng điều con 9. Kiều Thanh Thịnh, hình như là vậy. Và kỹ năng của Hoàng Sao trong thời điểm này tôi tin chắc là hiện giờ đang rất khó ai có thể chống đỡ lại được. Rồi, trận kiến pháp thì chỉ còn có 4 bi nữa thôi. Và xin chúc mừng Hoàng Sao, tỷ số là 5-4 cho Hoàng Sao. Rồi, trên bàn kiến pháp thì chỉ còn có bốn bi, 6, 7, 8, 9. Vâng, thế bi này thì kiến pháp không thể đi sẩy được rồi, không có ly nào sẩy. Má mép rất đoàn hoàng, má trong con 7, lấy má ngoài con 8 và cúp ba băng thẳng tưng con 9 lỗ tít, không việc gì phải nghĩ nữa. Vâng, xong. Tiếp theo sẽ là một cú rút một băng sải xả ra thẳng tắp lỗ 9, hoặc là một cú cúp ba băng cho đơn giản. Và trong tình huống này thì cúp ba băng là một giải pháp. Có vẻ như kiếm pháp định rút. Và rút cũng là một giải pháp rất hay. Và thẳng tương 9. Vâng, xin chúc mừng kiếm pháp không phải đánh nữa. Vâng, cả nhà cùng theo dõi con 9 quyết định của Đỗ Thế Kiên. Chúc mừng Kiên Phát đã có mặt. Kiên Phát đã có mặt trong trận chung kết. Vâng, đối thủ của Kiên Phát sẽ là miền Nam hay là miền Trung? Vâng, cả nhà cùng theo dõi và cổ vũ. Với lối phá, với lối đánh như thế này thì và tỷ số đang lợi thế như vậy thì cái khả năng mà Kiên Pháp gặp Hoàng Sao ở trận chung kết là rất là cao. Cùng xem Hoàng Sao đang tính toán gì đây. Đánh 3 băng con 1, cái gì nhỉ? Và con cái sẽ lắp vào đít 9 và hay là sẽ chạy đuôi sau. Rồi, Hoàng Sao đã quyết định bắt đuôi sau 8-6. Một quyết định quá là đúng đắn. Cơ hội cho Phi Hùng. A băng ăn 1. A băng 2 băng ăn con 1. Cái sẽ lên giữa bàn, xong. Và hoặc là cái sẽ gãi nhẹ vào đầu con 6, giải quyết tình huống luôn. Và sau trận này thì sẽ là trận chung kết luôn bạn ơi. Vâng, suýt nữa thì đúng như lời dự đoán. Tuy nhiên thì con 1 lại không vào lỗ. Rất đáng tiếc. Vâng, trận chung kết sẽ phát sau cái trận đấu bán kết này. Kiên Pháp chắc chắn đã có mặt trong trận chung kết rồi. Bây giờ còn chờ đối thủ tiếp theo là Hoàng Sao hoặc là Phi Hùng thôi. Vì Hoàng Sao đang dẫn Phi Hùng với tỷ số là 5-4. Cơ hội rất lớn khi mà cái hình bi này thì ai cũng đi hết. Một cú đẩy 2 băng thẳng tưng con 4 sẽ là vị trí đẹp nhất để nhắm mắt cũng đi hết cái cơ này.
để mà nói về đạn thì Hoàng Sa đã quyết định đánh thì hiếm có khi nào trượt. Mọi người xem có thể để ý cái nhịp đánh của Hoàng Sa rất là đều và ổn định. Vì ở cái đẳng cấp này rồi thì cái độ ổn định là vô cùng quan trọng như tôi đã phân tích rồi đấy ạ. Để dọn hết một ván thì rất đơn giản, nhưng để cả ngày vẫn từ sáng đến chiều ra hình là vẫn hết thì cái đấy là cả một đẳng cấp và cả một cái sự bền bỉ. Nếu như bạn không điều phối tốt cái trạng thái cơ thể của mình thì tôi đảm bảo là cái ván thứ tư, thứ năm thôi là bạn đã cảm thấy rung rinh rồi. Cho còn để đạt đến đẳng như Hoàng Sao, đánh 100 ván như một từ sáng đến tối, từ ngày hôm nay sang ngày hôm sau vẫn như vậy thì chứng tỏ là nó phải là một cả một sự rèn luyện. Vâng, các bạn có để ý đến cái nhịp đánh của Hoàng Sao, đây mới chính là cái thứ để giúp cho Hoàng Sao đánh bền bỉ hết con này đến con khác, ván này qua ván khác và game này qua game khác vẫn cứ như nhau. Vâng, đó chính là cái nhịp nhịp đánh của Hoàng Sao. Vâng. Tỷ số là 6-4 cho Hoàng Sao. Xin cảm ơn Phạm Anh Tuấn. Để mà dọn bàn bằng mồm thì tôi dọn bàn khá ổn định luôn. Tôi dọn khá là không mất sức. Bàn bên kia thì Kiên Pháp đã có mặt ở trong trận chung kết rồi bạn. Vậy nên là để chạy đạn Hoàng Sao thì hãy chạy đạn để không còn đường A băng. Để đạt đến cái đẳng như Hoàng Sao rồi thì là tôi cũng cảm nhận thấy cái độ kiểm soát từng ly từng tí trên bàn. Nói về má thì hoàn toàn là có thể kiểm soát được sai số từng tí của con bi luôn ạ. Nhiều khi tôi cũng có cảm nhận đấy nhưng mà chỉ là không ổn định thôi. Thiếu mỗi cái sự ổn định này. Ô, Nguyễn Sơn, trời ơi, em bỏ 25 triệu để em về làm cái gì? Vâng, đã đánh cái đã rất đẹp rồi, tuy nhiên thì còn hai lại không vào lỗ.
Điệp, xin cảm ơn cái lời động viên rất là vui của Tuấn Điệp. Tuy nhiên thì tôi biết là tôi kém Hoàng Sao rất nhiều. Cái lúc này thì đẳng cấp nó không phải là tranh nhau ở đánh ăn một con bi nữa, mà là 100 con bi như một, đấy mới là đẳng cấp ạ. Và quanh từ sáng đến tối thì vẫn ổn định, đẳng cấp khác nhau chỗ đấy ạ. Và như tôi nhận định là với cái đẳng cấp như cái sự phân tích của tôi như vậy thì có vẻ như kiên pháp có gì đấy nó vẫn chưa được đạt như Hoàng Sao. Một cái sự ổn định quá tuyệt vời của Hoàng Sao. Và Kiên Pháp thì hôm qua bị nhảy sang nhánh thua, đã bị thua một trận. Trường Exeter, comment gì em nhỉ? Anh vẫn chưa để ý. Và mọi người có thể thấy cái sự tính toán rất là kỹ lưỡng của Hoàng Sao. Vâng. Xin cảm ơn Dương Kiều rất nhiều. Mình có một cái phòng tập 4 bàn tập luyện tại 139 Lò Đúc. Bạn có thể đến tham khảo xem, nếu như phù hợp với cái thời gian cũng như cái điều kiện của mình thì bạn hoàn toàn có thể đến để tham gia tập luyện cùng anh em tại 139 Lò Đúc. Vâng, đấy là trụ sở chính của Music Blast Shop ạ. Vâng, các bạn đã thấy chưa ạ? Vâng, chỉ là không đuôi lại thôi, chứ còn đấy là một cú A băng hoàn hảo ạ. Hà Việt Hải, Kiên Pháp thì đã thắng Kiên Nhâm rồi, và Kiên Pháp thì chắc chắn có mặt cho trận chung kết rồi. Đối thủ của Kiên Pháp sẽ là một trong hai cơ thủ đang đánh đây. Vâng, một cú cân nhẹ con 2, cái 2 băng lắp đít vào con 3, bắt đuôi sau con 4 và con 9. Nào, cùng xem Phi Hùng chạy đạn con bi này, hay là sẽ có một cái giải pháp nào khác. Vâng, để đạn rồi. Đây đang là trận bán kết đúng không? Trận bán kết kia thì Kiên Pháp đã giành chiến thắng rồi. Và đối thủ của Kiên Pháp là người thắng trong trận đấu này. Vâng, một con bi chạy đạn của Hoàng Sao. Và một lối đánh phải nói là cực kỳ chắc chắn. Hóa ra là Hoàng Sao đánh trượt. Vâng, may mắn đã đến với Phi Hùng. Phi Hùng chạy đạn A băng chạy đạn 63. Xin chào Lý Hồng Lĩnh. Vâng, bún đậu mắm tôm ở Lò Đúc thì rất là tuyệt vời. Điểm xin chia sẻ với bạn là ở Music Blast Shop mình có bán thẻ tập theo tháng, với chi phí hiện giờ đang là 2 triệu đồng một tháng. Vâng, cả nhà cùng xem tính toán của Hoàng Sao.
căng lực một chút, đôn con hai lên cái một băng đập vào đít ba. Không, cũng có hướng nhưng mà không phải. Ô, xin chào ông chủ. Vâng, hẹn dịp nào sẽ kéo lên trên Bắc Giang để thăm quán của anh. Lão Hạc, wow, bún đậu mắm tôm ngay cạnh khách sạn A25. Vâng, Hồ Hữu Doanh ở Music Villa Shop 139 Lò Đúc, cái phòng tập của mình thì hàng ngày, hầu như hàng ngày mình đều có mặt ở đấy và chia sẻ kiến thức với mọi người. Vâng, hy vọng là sẽ gặp bạn ở đấy để cùng tập luyện. Vâng, lòi rồi. Vâng, cơ hội dọn bàn cho Hoàng Sao. Quá ngon ăn rồi. Ăn còn hai cái chạy hai băng thẳng tắp con ba sẽ là vị trí đẹp nhất. Trận kia thì Kiên Pháp thắng rồi bạn ơi. Vâng, Hoàng Sao đang set con 4, mà dưới con 4 thì sẽ là vị trí đẹp nhất. Một cú đánh trên tâm bi một chút và dứt tay. Hoàng Sao quyết định điều thẳng để trô một băng ra, và cũng là một phương án. Hình bi thì hình này thì Hoàng Sao nhắm mắt cũng đi hết, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy cái sự cẩn trọng của Hoàng Sao và không để cho sai sót, bất cứ một sai sót nào xảy ra. Và một băng lấy máng ngoài con 6. Hình còn lại thì không khó, một cú rút và hoặc là một cú cúp. Vâng, tiếp tục là một cú cu lê một băng. Vâng, lấy má ngoài con 8 một chút, kết thúc ván đấu, tỷ số là 7-4 cho Hoàng Sao. Đừng có thẳng, thẳng sẽ là vị trí xấu nhất thưa các bạn. Vâng, hơi có má một chút. Vâng, trong tình huống này thì bắt buộc phải đánh 9 hơi khó một tí rồi. Yeah, Hoàng Sao đang tính toán để trô nhẹ một tí để cho bị cái hơi nảy ra ngoài một chút. Và bắt buộc phải đánh con 9 không được thuận lợi cho lắm. Một cú cúp hơi quá tay của Hoàng Sao. Vâng, tỷ số là 7-5, 7-4 cho Hoàng Sao. Chung kết sẽ diễn ra sau trận đấu này khoảng 15 phút. Một lát nữa thì mời tất cả các bạn sẽ ghé lại xem một trận chung kết, không biết là giữa miền Hà Nội và miền Nam, hay miền Nam Bắc, hay là sẽ giữa Hà Nội và miền Trung. Tỷ số trận này vẫn chưa kết thúc cho nên là tôi chưa dám khẳng định. Chỉ mới nói được khoảng 90% là chung kết Nam Bắc sẽ diễn ra thôi ạ. Đây là trận bán kết rồi bạn ơi. Vâng, cơ hội kết thúc trận đấu đang rất gần cho Hoàng Sao. Một cú đánh con 2. Cùng xem Hoàng Sao xử lý ván đấu này. Vâng, Nam Vũ xét kèo trận chung kết nào anh em. Một cú lê, cái mượn băng con 6.
vẫn mang con 6 nhẹ thôi, nảy một băng lên và về phía con 5 sẽ là đẹp nhất. Đừng có giúp đi 5 thôi. Vi Kiên Vi Kiên chưa tính tiền chợ búa. Chợ búa làm khoảng chục củ thì đủ bù chi phí ăn uống rồi. Thực sự là Hoàng Sa mà đã quyết định đánh thì có vẻ như là không có cái góc độ nào có thể trượt được cái rào ấy. Vâng, thông báo với các bạn là Hoàng Sao đang đánh cây gậy mít nhá. Vâng, hàng mít mà tại Magic Villa Shop để phân phối chính thức. Vâng, ai có nhu cầu gì về gậy gộc thì cứ liên hệ với Magic Villa Shop, cái số điện thoại trên màn hình của các bạn đấy ạ. Vâng, cây gậy Hoàng Sao thì Magic Villa Shop thì nó là đại lý luôn thưa các bạn. Vâng, ván dọn mà chỉ có Hoàng Sao mới làm đơn giản như vậy được. Vâng, quá tin tay và quá thoát tay. Tiếp tục một băng con 6 lấy má ngoài con 7. Má trong con 7 cũng được, đừng có thẳng tắt là đẹp. À, trận chung kết thì diễn ra sau cái trận đấu này khoảng 15 phút thôi các bạn. Vâng, rất là thoát tay, lấy hẳn má ngoài. Vâng, không còn gì để nói nữa. Một con đánh một băng, con 8 lên thẳng tắc con 9 là bi luôn. Vâng, Phi Hùng đã cất gậy. Bi em ơi, vâng, xin chúc mừng Hoàng Sao. Vâng, và một trận chung kết trong mơ hai miền, đại chiến hai miền Nam Bắc sẽ diễn ra sau khoảng 15 phút nữa. Mời các bạn ghé Magic Villa Shop để xem trận đấu chung kết trong mơ giữa hai miền Nam Bắc, cơ thủ Đỗ Thế Kiên và cơ thủ Dương Quốc Hoàng. Xin cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại các bạn sau khoảng 15 phút nữa. Ok. Nghỉ bao nhiêu phút?